vậy có thể là mình có thể là thể hiện cái sự quan tâm mình rất là Hà Nội cái mình chuẩn bị qua cho để tặng cho ông bà hay là có anh em họ chẳng hạn, thì tôi thấy rằng là cái đấy quan trọng nhất ở đây là thực sự là cái phải hiểu rất là rõ về cái phần quan trọng, những cái công việc mình đang làm nếu không thể nào làm theo một cách gọi là theo trào lưu, đi theo cái sự hữu thích hoặc là theo cái sự cái việc là nó thật là tiện ích và để nó đáp ứng được một những cái đòi hỏi của phụ huynh hoặc là theo chạy theo cái nhu cầu của phụ huynh được. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay nhiều trường mình cũng đang cố gắng đưa vào trong cái bài giảng của mình những cái nội dung cũng khá giống của những tập tác phẩm như là những trẻ nó thực sự được tăng thêm những cái sự quảng bá cho môi trường đó mà họ chưa thực sự quan tâm những cái điều quan trọng cho thế hệ sau này của đất nước chúng ta. Thì mình có chụp lại có nhiều gia đình là nghĩ là trẻ con của đi sinh viên nó nhỏ quá nó không biết gì, nếu mà có chia sẻ nó